Mát Mỹ Lộc Nước Ekiosan và Makano tại app Liga One nhập quốc bảo quà 38 tỷ, cứ mua là trúng. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ tư ngày 8 tháng 7. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. 3 người chết cháy trong tiệm cầm đồ ở Bình Dương, nghi do tự tử. Khởi tố vụ đào mộ người chết lên, đốt hài cốt để bán đất. Bộ Y tế yêu cầu khẩn cấp hỗ trợ Tây Nguyên chống dịch bạch hầu. Úc phong tỏa thành phố Melbourne để chống dịch Covid-19. Khoảnh khắc Linh Dương đầu bò lao vào hút hai con báo để giải cứu đồng loại. Sau đây là những thông tin chi tiết về các tin tức nóng mà chúng tôi vừa cập nhật đến 20 giờ ngày 8 tháng 7. Ngày 8 tháng 7, một nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ án Tuấn Khỉ cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra bổ sung. Đồng thời liên quan vụ án này, nguồn tin Tuổi Trẻ Online xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt thêm một nghi phạm để điều tra về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đầu tháng 5 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố 18 bị can trong vụ án Lê Quốc Tuấn, còn gọi là Tuấn Khỉ, xả súng khiến 5 người chết, nhiều người bị thương xảy ra ngày 29 và 30 tháng 1. Mới đây, Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Cục A05 Bộ Công an đã kiểm tra đột xuất một kho hàng lậu hơn 10.000m2, trong đó có nhiều sản phẩm nhái các thương hiệu lớn như LV, Gucci, Chanel, Adidas tại thành phố Lào Cai. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn sản phẩm nhập lậu hoặc có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Đồng thời, có 3 nhân viên đang thay nhau livestream trên các tài khoản Facebook để bán hàng. Theo khai nhận ban đầu của các nhân viên này, mỗi ngày tối thiểu chốt được 100 đến 200 đơn hàng. Sau khi livestream bán hàng thì các đơn hàng này sẽ được hơn 40 nhân viên ngồi máy tính chốt đơn rồi gửi đi cho khách. Theo cơ quan chức năng, chủ của kho hàng là Trần Thành Phú, 28 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai. Phú cùng em gái của mình điều hành kho hàng. Chuyển sang thông tin về an ninh trật tự khác, sáng nay một vụ cháy thương tâm đã xảy ra tại một tiệm cầm đồ ở Bình Dương khiến 3 người thiệt mạng. Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8 tháng 7, người dân thấy khói lửa bốc lên ngùn ngụt tại tiệm cầm đồ đóng kín cửa ở ngã ba Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Mọi người nhanh chóng báo cơ quan chức năng và tìm cách khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã thiêu rụi tiệm cầm đồ. Khi tiếp cận hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có ít nhất 3 người đã thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ, nhưng nhận định ban đầu của cơ quan chức năng có thể do tự tử. Liên quan đến vụ việc này, thông tin mà 30 giây nóng vừa cập nhật thì cả 3 nạn nhân nằm chết trong phòng ngủ, trên người phụ nữ có dấu hiệu bị siết cổ, còn cháu bé chân bị trói bằng dây điện. Theo điều tra, nạn nhân nam tên Hoang là người yêu của người phụ nữ. Cả hai dự tính sắp làm đám cưới, nhưng thời gian gần đây hai người hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Công an nhận định anh Hoang là người đã gây ra vụ cháy thương tâm. Ngày 8 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phan Cẩm Lai, 25 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu về hành vi cướp giật tài sản. Hai tuần trước, lợi dụng tàu SF7 đi theo hướng từ Huế vào Đà Nẵng. Khi đến địa phận phường Hòa Hiệp Bắc thì chạy chậm, Lai nhảy lên tàu giật điện thoại iPhone XS Max của một nam hành khách đang gọi rồi nhảy xuống tàu bỏ trốn. Vào cuộc điều tra, công an đã truy bắt được Lai. Được biết, Lai có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang ngày 8 tháng 7 cho biết đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ xâm phạm mồ mả, hài cốt đã xảy ra tại xã Hậu Thành. Theo điều tra ban đầu năm 2019, ông Nguyễn Văn Kiệm, 63 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, vay của ông Lâm Văn Quýnh, 56 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, số tiền 300 triệu đồng với lãi suất 18 triệu đồng một tháng. Đồng thời, ông Kiệm lập hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với thửa đất tọa lạc tại xã Hậu Thành cho ông Quýnh. Sau khi vay, ông Kiệm đóng lãi cho ông Quýnh, nhưng đến tháng 2 năm 2020 thì không có khả năng đóng tiếp nữa. Do muốn chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác và người này yêu cầu phải di dời hài cốt của mẹ ông Kiệm đi nơi khác mới đồng ý mua. Nhưng tìm ông Kiệm không được nên ông Quýnh đã thuê người đào lấy hài cốt lên đốt, sau đó gửi tro vào chùa. Mấy ngày qua, hàng trăm người dân, đa số là chủ vườn sầu riêng ở xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lệ và xã Long Khánh, thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, đứng ngồi không yên vì vợ chồng bà chủ hụi là Nguyễn Thị Út, thường gọi Út Cẩm Lai, 60 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn, bỗng dưng tuyên bố vỡ nợ do không có tiền để trả cho những người muốn hốt hụi.
Theo thống kê ban đầu của các nạn nhân, tổng số tiền những người chơi hụi đã góp và có nguy cơ bị mất lên tới 20 tỷ đồng, trong đó có người góp đến hàng tỷ đồng. Sáng nay ngày 8 tháng 7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã yêu cầu 3 bệnh viện tuyến cuối là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng tổ chức các đoàn công tác đến hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh Tây Nguyên, tập huấn lại công tác chẩn đoán, điều trị bạch hầu cho các cơ sở y tế. Theo Bộ Y tế, đến sáng nay đã ghi nhận 63 bệnh nhân bạch hầu tại 4 tỉnh Tây Nguyên, gấp 3 lần mức trung bình hàng năm của toàn quốc và đã có 3 ca tử vong. Do có những địa phương đã rất lâu không ghi nhận bệnh nhân bạch hầu như Đắk Nông từ năm 1994 không có bệnh nhân, nên dễ chẩn đoán nhầm sang các bệnh tương tự, khiến nguy cơ bệnh nhân có thể biến chứng nặng và tử vong càng cao. Bộ Công an vừa ban hành thông tư 58 về quy trình cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới đường bộ. Theo đó sẽ có khoảng 1,6 đến 1,7 triệu ô tô kinh doanh vận tải, bao gồm xe tải, xe công nghệ, taxi, xe khách, phải chuyển sang biển số màu vàng thay vì biển màu trắng như hiện nay. Theo đó, từ ngày 1 tháng 8, các xe kinh doanh vận tải đăng ký mới sẽ bắt đầu chuyển sang biển màu vàng, chữ và số màu đen. Còn với các xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày thông tư này có hiệu lực, sẽ phải chuyển đổi màu biển số trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, mục đích của việc phân định màu biển số là để tạo thuận lợi, giải quyết những vướng mắc trong công tác quản lý hoạt động xe kinh doanh. Như vậy sẽ có thời điểm cùng là xe kinh doanh vận tải nhưng lại có xe mang biển số màu và xe mang biển số màu trắng do còn trong thời hạn chuyển đổi. Việc này có thể sẽ gây phiền toái cho hành khách khi muốn nhận diện. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, trước tình hình dịch Covid-19, Úc đã quyết định phong tỏa thành phố lớn thứ hai của nước này là Melbourne với hơn 5 triệu dân. Chính phủ Úc ngày 7 tháng 7 đã quyết định phong tỏa thành phố lớn thứ hai của nước này là Melbourne, giúp hơn 5 triệu người dân bên trong thành phố trong ít nhất 6 tuần. Thống đốc bang Victoria Daniel Andrew khẳng định không thể giả vờ cuộc khủng hoảng đã kết thúc sau khi thủ phủ của bang ghi nhận thêm 191 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Dịch Covid-19 hiện nay đã lây lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cho đến nay, 11.920.632 người đã mắc phải căn bệnh này. 545.275 người đã chết vì đại dịch và 6.836.368 người khỏi bệnh. Cũng liên quan đến Covid-19, các nhà khoa học Anh ngày 8 tháng 7 cảnh báo có bằng chứng mới cho thấy Covid-19 có thể dẫn đến một số biến chứng thần kinh nghiêm trọng, bao gồm viêm não, loạn tâm thần và mê sảng. Nhóm nghiên cứu từ một trường đại học ở Anh mô tả 43 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 chịu các tổn thương não tạm thời, đột quỵ, tổn thương thần kinh lẫn các tổn thương não nghiêm trọng khác. Covid-19 là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, phần lớn ảnh hưởng đến phổi. Tuy nhiên, các nhà thần kinh học và các bác sĩ chuyên khoa về não tiết lộ các bằng chứng cho thấy Covid-19 cũng tác động đến não bộ. Những phút cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi những hình ảnh thật ấn tượng về cú húc thần thánh của linh dương đầu bò khiến hai con báo săn phải tháo chạy. Hai con báo săn tăng hết tốc độ để đuổi theo đàn linh dương đầu bò và tưởng chừng như đã bắt sống được một con linh dương chậm chân hơn trong đàn. Con linh dương đã kiên cường chống trả bằng cách tung ra những cú đá hậu. Tuy nhiên, trước sự đeo bám quyết liệt của hai con báo săn, thì con linh dương tội nghiệp đã thất thế và đứng trước nguy cơ trở thành miếng mồi ngon cho hai con báo. Đúng lúc này, điều bất ngờ đã xảy ra. Một con linh dương to lớn từ đâu lao đến với tốc độ tên lửa và hút thẳng vào hai con báo, khiến hai kẻ đi săn hoảng hốt buông con mồi ra để tháo chạy. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Vẫn như thường lệ, bản tin sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Máy làm mát, máy lọc nước Daikyo San và Makano tại app Mega One nhập code bảo quà 38 tỷ, cứ mua là trúng.